chương 771, giữ lại luyện cấp. Trong ngôi nhà cũ của nhà họ Đinh, Giang sách bước vào phòng tiếp khách dưới sự dẫn đường của quản gia rồi ngồi xuống. Một lúc sau, ông cụ Đinh trọng bước vào với một cái khay đặt hai tách trà và một ấm trà. Giang sách nhanh chóng đứng lên. Này, ngồi đi, mau ngồi đi. Đinh Trọng bảo Giang Tích ngồi xuống, sau đó đặt tách trà trước mặt anh rồi tự mình rót cho anh một tách trà. Giang sách nhìn chén trà trước mặt, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Đinh Trọng ngồi xuống, cười hỏi, sao cậu không uống? Cậu sợ trà nhà tôi có độc sao? Giang sách mỉm cười, không phải tôi sợ bị trúng độc, mà là vô công không thể hưởng lộc. Đang yên lành, sao ông cụ lại mời tôi uống trà? Đinh Trọng gật đầu, ừm, nếu tôi không nói với cậu, e rằng cậu sẽ bất an. Tôi mời cậu uống trà chỉ để cảm ơn cậu đã giúp đỡ đứa cháu không nên hồn của tôi thôi. Audio điện tử võ tấn bền ngay khi ông ta nói vậy, giang sách đã hiểu ra. Anh cầm tách trà nhấp một ngụm. ông cụ, ông biết hết sao? Tất nhiên rồi, Đinh Trọng nói tôi không ngủ cũng không biết, làm sao tôi không biết chuyện lớn như vậy xảy ra trong nhà chứ? Thành thật mà nói, lần này Đinh Hồng Diệu thực sự rất gian xảo, đừng nói là phong thành, cho dù là tôi chắc cũng sẽ mắc bấy cậu ta. Quay đầu lại, Đinh Trọng nhìn giang sách, nhưng ta cũng rất khâm phục khả năng của cậu có thể huy động nhiều lực lượng như vậy trong một lần. Mặc dù tôi biết cậu là chiến thần Tu La, biết cậu là người phụ trách ba khu, nhưng tôi vẫn khiếp vợ với bản lĩnh của cậu. Giang sách, cậu thực sự là quá mạnh mẽ. Giang sách cười mà không nói gì, uống thêm hai ngụm trà. Chuyện này, Đinh Trọng nhìn Giang sách, có một số chuyện tôi không hiểu lắm. Chuyện gì? Đầu tiên, tại sao cậu không nói với Đinh Phong Thành là cậu đã giúp nó trong vấn đề này? như vậy thì tốt xấu gì nó cũng sẽ cảm kích tấm lòng của cậu. Không cần. Tại sao? Giang sách giải thích, nếu nói với Đinh Phong Thành, anh ta sẽ vô thức sinh ra cảm giác ỉ lại. Chuyện lớn như vậy mà tôi có thể giải quyết, vậy thì còn chuyện gì không giải quyết được nữa chứ? Điều này sẽ chỉ khiến anh ta trở nên không kiêng nể gì. Trước đây ông làm như vậy nên mới khiến Đinh Phong Thành ngày càng cản rỡ hơn. Khủ khủ, Đinh Trọng xấu hổ ho khan vài tiếng vốn định dạy dỗ giang sách, nhưng không ngờ lại bị giang sách dạy ngược lại. Cũng đúng, nếu Đinh Phong Thành biết giang sách có sức mạnh như vậy, anh ta sẽ không còn ngại ngần gì nữa, điều này chỉ có hại và không tốt cho sự phát triển của anh ta. Đinh Trọng hỏi lại, câu hỏi thứ hai, giang sách, với năng lực của cậu, có dễ dàng giải quyết Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc mà phải không? Ừ, chỉ là chuyện trong vài phút thôi. Vậy thì tại sao cậu lại giữ cặp ác ma này? Sớm muộn gì cũng phải loại bỏ chúng. Khi nói ra câu này, Đinh Trọng vô cùng kích động, có thể thấy ông ta ghét cặp anh em này đến nhường nào. Giang Sách nghiêm túc nhìn Đinh Trọng, giải quyết chúng rất dễ, nhưng ông phải suy nghĩ rõ ràng, nếu giải quyết xong, Đinh Phong Thành sẽ xảy ra chuyện gì. Đinh Trọng cau mày, không phải là giúp Phong Thành giải quyết bọn họ sao? Cũng không phải. Giang Sách uống ngụm trà cuối cùng, bề ngoài là giúp Đinh Phong Thành, trên thực tế lại là hại anh ta. Những bông hoa trong nhà kính sẽ không lớn đúng mực được. Một người muốn trưởng thành thì phải trải qua thất bại và khổ nạn, chúng ta hiện đang cố gắng đào tạo Đinh Phong Thành làm gia chủ nhà họ Đinh, để anh ta có thể tự lập, chúng ta phải để anh ta trải qua nhiều khó khăn và gặp phải đủ loại vấn đề khác nhau. Ví dụ như lần này, Đinh Hồng Diệu đã dạy cho Đinh Phong Thành một bài học tốt. Nếu sau này gặp phải chuyện tốt, như vậy, tôi tin rằng Đinh Phong Thành sẽ cẩn trọng gấp trăm lần và sẽ không bao giờ bị lừa nữa giờ thì Đinh Trọng đã hiểu ý định của Giang Sách. Không phải anh không giải quyết hai anh em Đinh Hồng Diệu, mà là anh giữ lại cho Đinh Phong Thành, luyện cấp, để Đinh Phong Thành có thể đối mặt với muôn vàn khó khăn, tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn nhất. Bằng cách này, Đinh Phong Thành cũng có thể ổn định sau khi trở thành gia chủ. Đinh Trọng cảm thấy rất bội phục. Ông ta giơ ngón tay cái cho Giang Sách và nói, bội phục, tôi hoàn toàn bội phục. Giang Sách, tuy cậu là vãn bối, nhưng xét về trí tuệ thì tôi kém xa cậu, không hổ là người có thể phụ trách ba khu. Nào, tôi mời cậu một ly trà, cảm ơn cậu đã bồi dưỡng Đinh Phong Thành. Giang sách nói, ông không cần phải khách sáo như vậy, ông cụ. Tôi làm tất cả những điều này cũng không phải cho ông hay là Đinh Phong Thành, cũng không phải cho nhà họ Đinh. Ông cũng biết, tôi chỉ vì một mình mộng nhiên thôi. Cô ấy không muốn thấy nhà họ Đinh bị hủy hoại, tôi chỉ đang thực hiện mong muốn của cô ấy thôi cho nên nếu ông thật sự muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn Mộng Nhiên đi. Nghe đến đây, Đinh Trọng thở dài. Ông ta cười khổ nói, nhắc mới nhớ, lúc đó khi Khải Sơn giả con nhóc đó cho cậu, tôi đã coi thường nó, cho rằng nó ngu ngốc, cũng cho rằng cuộc đời của Mộng Nhiên đã bị hủy hoại. Cậu rời nhà 5 năm rồi trở về, tôi càng chắc chắn ý nghĩ này. Một đứa con rể tới ở rể thì làm nên trò trống gì chứ? Tuy nhiên, thực tế đã cho tôi một cái tát vào mặt và dạy cho tôi một bài học sống động cho tôi biết mắt chó nhìn người thấp là như thế nào tôi chính là con chó nhìn người thấp đó giang sách tôi sai rồi tôi sai rồi nếu mộng nhiên không gả cho cậu nhà họ đinh tôi và phong thành đều sẽ xong đời mộng nhiên thật may mắn khi cưới được một người như cậu có phúc có phúc mà những lời này xuất phát từ tận đáy lòng đinh trọng chưa bao giờ biết ơn giang sách như lúc này Cuối cùng ông ta cũng nhận ra sự xuất sắc của Giang Sách và hạnh phúc của Đinh Mộng Nghiên. Giang Sách lại hết sức xấu hổ, xua tay nói, "Ông cụ, ông khách sáo quá rồi." "Không khách sáo, đây thì tính là khách sáo gì chứ?" Đinh trọng nói, "Giang Sách, hôm nay tôi phải cảm tạ cậu một phen." "Nói đi, cậu muốn cái gì, tôi sẽ liều mạng chuẩn bị cho cậu." Giang Sách nở nụ cười, "Anh muốn gì còn cần ông cụ chuẩn bị sao?" "Nhưng nếu không muốn" nhìn dáng vẻ hưng phấn của ông cụ e rằng sẽ không thể vượt qua cánh cửa này thôi vì vậy giang sách nói à tôi nghe nói ông sướng kịch hoàng mai rất hay vài ngày nữa là sinh nhật bố tôi tôi hy vọng ông có thể trực tiếp sướng trong bữa tiệc sinh nhật của ông ấy đinh trọng cao mày muốn tôi sướng kịch hoàng mai cho đinh khải sơn ư đúng vậy giang sách cậu đang làm nhục tôi sao trên đời này nào có người cha nào hát hí khúc cho con trai chứ hơn nữa hai người chúng tôi như nước với lửa, làm sao tôi có thể cúi đầu lấy lòng nó chứ? Giang sách cười xấu xa nói, ông cụ, ông vừa mới nói tôi muốn cái gì cũng được mà, sao thế, tính lật mặt à? Hai, Đinh Trọng cúi đầu, dầu dĩ không vui. chương 772, Đại tiệc sinh nhật trăm bàn. Một lúc lâu sau, Đinh Trọng ngẩng đầu nhìn Giang sách, rất bất mãn hỏi, Giang C, tôi chỉ là không hiểu, tại sao cậu cứ đòi tôi làm chuyện vô liêm sỉ như vậy? giang sách bật cười đúng vậy ông là trưởng bối đinh khải sơn là hậu bối ông hát hí khúc để chúc mừng ông ấy thì có vẻ hơi khó xử cho ông nhưng nói đi cũng phải nói lại ông là cha ruột của ông ấy mà trên đời này bố yêu thương con trai không phải là chuyện đương nhiên sao đừng nói là hát hí phúc hái chăng cho con trai hay dốc cả đời vì con trai cũng không thành vấn đề đinh trọng vẫn chưa hài lòng đúng vậy nhưng cậu cũng biết quan hệ của chúng tôi mà nó đã sớm không nhận người bố này rồi. Ông cụ, oan gia nên giải không nên kết, huống chi hai người là cha con ruột thịt. Nghe tôi khuyên một câu, làm hòa với ông ấy đi, tranh thủ sinh nhật lần này của ông ấy đi. Nói một hồi lâu, cuối cùng Đinh Trọng vẫn không thể nói lại giang sách, đành phải gật đầu đồng ý. Trong lòng giang sách tràn đầy niềm vui. Với lời hứa của ông cụ, tin rằng Đinh Khải Sơn sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ món quà nào. Hai cha con đã mâu thuẫn từ lâu và đã đến lúc phải giải quyết mâu thuẫn, tin rằng Đinh Mộng Nghiên sau khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ rất vui. Trò chuyện xong, Giang Sách uống thêm vài tách trà rồi đứng dậy rời đi. Trong vài ngày tới, mọi thứ đều bình yên, Đinh Phong Thành không xảy ra tai nạn nữa, dự án cũng được tiến hành hanh thông, tin chắc là sẽ nhanh chóng hồi vốn. Bây giờ Đinh Phong Thành đã trở thành một trong 10 người trẻ tuổi ưu tú của khu Giang Nam. Theo thời gian, cũng có thể tự tồn tại được rồi. Cuối cùng nhà họ Đinh cũng có hy vọng rồi. Sau khi trải qua 5 ngày trong trạng thái vô tư, cuối cùng, đêm sinh nhật của Đinh Khải Sơn cũng tới. Đêm nay nhất định sẽ không tầm thường. Giang Sách bây giờ đã giàu, cũng không giấu giếm nữa, anh trực tiếp đặt khách sạn tốt nhất thành phố cho Đinh Khải Sơn, đặt đủ 100 bàn tiệc. Tất cả người thân, bạn bè đều có mặt tại đây, những nhân viên có mối quan hệ tốt trong công ty cũng đều tới cũng có nhiều người muốn đến để nịnh bợ giang sách. Bữa tiệc sinh nhật này diễn ra khá hoành tráng, mọi người đều khen ngợi Đinh Khải Sơn vì đã tìm được một người con rể tốt. Hồi đó, mọi người đều coi thường giang sách, ai cũng cho rằng Đinh Khải Sơn bị mù, gả đứa con gái xinh đẹp như ngọc cho một tên vô dụng. Bây giờ thì sao? Cả đám bọn họ nóng lòng muốn Đinh Mộng Nhiên nhanh chóng ly hôn để con gái họ kết hôn với giang sách. Phong thủy luân chuyển, người hôm qua bị bọn họ khinh thường, ngày hôm nay đã trở thành nhân vật tai to mặt lớn thực sự là khiến người ta cực kỳ bất ngờ nhìn đinh khải sơn đi đúng là có tầm nhìn đã sớm thấy giang sách sẽ có triển vọng lớn trong tương lai ôi một người như tôi không có tầm nhìn chiến lược như người ta được chứ gì nữa ta kiểm tra lúc trước tôi còn coi thường cậu ta chỉ là một tên lính vô dụng bây giờ đúng là vả vài phát vào cái mặt già chát của tôi mà nhìn nhà hàng này nhìn mấy món này cái bàn này không thể ít hơn 20.000 tệ. 100 bàn là 2 triệu tệ, cộng thêm mấy thứ linh tinh, bữa tiệc hôm nay không dưới 3 triệu tệ đâu. Toàn bộ khách sạn đều được bao toàn bộ, những người khác đừng mong có thể vào. Thế nào là nhà giàu? Mẹ nó, đây chính là nhà giàu này. Họ hàng và những người lớn tuổi này khen ngợi giang sách từ đầu đến chân, từ khả năng đến tính cách đến ngoại hình, khen ngợi tất cả những gì có thể khen ngợi. Làm cho giang sách rất xấu hổ, anh cứ ngồi cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nói chuyện. Giang sách đã trải qua mọi sóng to gió lớn, có lẽ điểm yếu duy nhất là không chịu nổi những lời tán tụng của người ta, điều đó khiến anh khó chịu hơn là làm tổn thương anh. Đinh Mộng Nhiên ở một bên dùng cùi trỏ đẩy Đinh Giang sách, cười nói, sao còn ngại nữa chứ? Trông không giống anh chút nào. Giang sách bất lực nhún vai, không nói được lời nào. Đinh Mộng Nhiên cười nói, anh thường không quan tâm đến bất cứ điều gì, mặc cho người khác làm tổn thương anh hay mắng mỏ anh, anh cũng không quan tâm, sao hôm nay lại đột nhiên héo úa thế này. Ha 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 ha. Trước sự mỉa mai của Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách phớt lờ cô và im lặng quay đầu lại. Thấy Giang Sách cư xử như một đứa trẻ, Đinh Mộng Nghiên cười run hết cả người, cô luôn bị Giang Sách bắt nạt, hôm nay cuối cùng cô cũng có thể bắt nạt Giang Sách rồi. Tất nhiên, người vui nhất hôm nay chính là nhân vật chính của đêm nay Đinh Khải Sơn. Ông ấy ngồi trên chiếc bàn lớn quay mặt về hướng nam, mặc bộ quần áo mới sáng bóng. Trông ông ấy rất nghiêm túc, thậm chí không có một nụ cười nào, nhưng thực ra, trái tim ông ấy đang nở hoa rồi, nóng lòng muốn đứng lên và nhảy vài điệu. Nhưng ông ấy vẫn đang giả vờ ra vẻ. Sau khi bữa tối bắt đầu, Đinh Khải Sơn rất miễn cưỡng đứng dậy, cầm ly rượu nói, "Bạn bè thân hữu gần xa, cảm ơn vì đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi hôm nay." Thật ra, Đinh Khải Sơn rồi chỉ là một nhân vật nhỏ. Làm sao có thể chấp nhận được một cảnh tượng lớn như vậy chứ? 100 bàn, mỗi bàn chỉ giá 20.000 tệ. Cả đời Đinh Khải Sơn tôi nghèo hèn, tôi thực sự không thể chịu đựng được điều này. Tôi cũng đã hết lần này đến lần khác nói với mấy đứa con của mình, đừng lãng phí, đừng lãng phí. Không phải chỉ là sinh nhật thôi sao, năm nào mà chẳng có, cần gì phải phí phạm chứ? Nhưng con của tôi có tính khí cứng đầu, chẳng chịu nghe lời tôi, cứ muốn tổ chức một bữa tiệc cho tôi, còn muốn tổ chức một bữa tiệc trong khách sạn tốt nhất thành phố nữa. Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời, và bây giờ là lúc để tận hưởng, tụi nó nói nếu tôi không nghe lời, sau này sẽ không phụng dưỡng tôi nữa. Ôi, không có cách nào, tôi không thể lay chuyển được tụi nó, cho nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu mọi người đều ở đây thì đừng khách sáo, cứ ăn uống thả ga, mọi chi phí sẽ do con rể tôi gánh hết. Nào tôi sẽ kính trước một ly. Nói xong, Đinh Khải Sơn ngẩng đầu lên và uống hết rượu trong ly. Khuôn mặt thì nghiêm nghị, nhưng trái tim đã nở hoa bung bét rồi. Tô Cầm ở bên cạnh nhìn ông ấy lắc đầu, nói với cô con gái bên cạnh, mộng nghiên, con thấy không? Bố con đúng là một diễn viên, rõ ràng là đã vui tới mức sắp nhảy cẫng lên trời rồi, thế mà còn giả bộ. Đinh Mộng Nhiên cười khúc khích, đây là lần đầu tiên con thấy bộ dạng này của bố đấy, con đoán là mấy ngày tới ông ấy cũng sẽ khoác loác với bạn bè đồng nghiệp cho coi. Chứ gì nữa. Trong khi mọi người đang ăn, một vài người bước vào, người đứng đầu là Đinh Phong Thành. Chú ba, cháu xin lỗi, công ty có việc bận nên cháu đến muộn. Không sao, không sao, dự án của cháu quan trọng hơn mà, chú biết mà, mau ngồi xuống đi. chương 773, danh ca. Đinh Phong Thành ngồi xuống bên cạnh giang sách, sau đó lấy từ trong người ra một cái hộp đen hình chữ nhật tinh xảo. Chú ba, đây là món quà nhỏ chúc mừng sinh nhật chú, mong chú nhận lấy. Uầy, cái gì thế này? Đinh Khải Sơn nhận lấy và mở hộp trước mặt mọi người, bên trong là một chiếc bút lông đơn giản và tinh tế mang phong cách cổ xưa. Nhìn chất lượng này thì biết đây là hàng có giá trị xa xỉ. Cái này, phong thành, cây bút này không rẻ đúng không? Cháu tiêu nhiều tiền làm gì hả? Ninh phong thành nói ôi chỉ là một cây bút thôi tốn kém gì đâu ạ à. chủ yếu là chú ba thích thư pháp có cây bút lông này chú sẽ có thể sáng tạo ra nhiều bức thư pháp hơn trong tương lai tô cầm lắc đầu phong thành để cháu thất vọng rồi chú ba của cháu thích thư pháp nhưng chữ ông ấy viết thật sự là không đọc được đinh khải sơn trợn mắt nhìn bà em đang nói cái gì vậy quý ông đang nói chuyện phụ nữ không nên xen vào đâu tô cầm cười ha hả không đáp lời ông ấy. Sau vài phút, một làn sóng người khác bước vào, người đầu tiên là một người đàn ông và một phụ nữ, người đứng đầu gia chủ nhà họ Đinh hiện tại, Đinh Hồng Diệu và em gái của Nết ta, Đinh Tử Ngọc. Ngay sau khi hai người xuất hiện, bầu không khí tại hiện trường trở nên có chút kỳ quái. Tất cả mọi người đều không dám lớn tiếng, cũng không dám rối đúa, cho đến khi hai người bước tới bàn Đinh Khải Sơn, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Không còn cách nào có rất nhiều người ở đây đã bị Đinh Hồng Diệu trục xuất, và còn nhiều người khác đã bị Đinh Hồng Diệu giày vò. Họ ghét Đinh Hồng Diệu, nhưng họ sợ Đinh Hồng Diệu hơn. Mặc dù bây giờ Giang Sách đã phát triển và Đinh Phong Thành không còn như xưa, nhưng trong mắt mọi người, Giang Sách và Đinh Phong Thành kết hợp lại cũng chưa chắc bằng Đinh Hồng Diệu. Bất luận về năng lực hay là tâm cơ, xuất thân, Đinh Hồng Diệu tuyệt đối là người nổi bật trong thế hệ trẻ, điểm này thì không thể nghi ngờ. Đinh Hồng Diệu ho khan một tiếng, chủ động nói, chú ba, là sinh nhật của chú, sao chú không thông báo cho cháu và tử ngọc biết. Đinh Khải Sơn chế nhạo, uầy, cậu còn biết tôi không thông báo cho cậu sao? Không thông báo mà cậu vẫn tới đây, cái này gọi là không mời mà đến, không có quy củ, hiểu không? Trong số tất cả những người trong nhà họ Đinh, Đinh Khải Sơn chắc chắn là một thẳng thắn nhất. Những người khác dù có tính cách khác biệt, nhưng họ không nói và làm rõ ràng, cho dù họ có vẻ không hài lòng với ai đó, họ cũng sẽ giấu giếm và làm những điều xấu sau lưng nhưng đinh khải sơn thì khác ông ấy không bao giờ làm những việc này nếu không thích thì chính là không thích cứ mắng trước mặt là được loại tính cách này hoàn toàn trái ngược với ông cụ đinh trọng đó là lý do tại sao ông cụ không thích ông ấy cho nên đinh khải sơn mới sớm rời khỏi nhà họ đinh và tự ra ngoài làm ăn mọi người đều biết tính khí này của đinh khải sơn nên cũng không ngạc nhiên đinh hồng diệu cũng chỉ cười cười không để trong lòng anh ta nói tiếp chú ba tính tình của chú vẫn không thay đổi chú vẫn thành thật như vậy yên tâm đi hôm nay cháu và tử ngọc tới đây cũng không phải để đập phá hiện trường mà là thành tâm gửi lời chúc phúc đinh tử ngọc bước lên và nói chú ba chúng cháu biết chú thích xem kịch hoàng mai cho nên đã đặc biệt tìm một ngôi sao về kịch hoàng mai vô sùng lâu để hát cho chú nghe một vở kịch Vu sùng lâu mọi người nghe xong đều trợn mắt há mồm đây là ngôi sao nổi tiếng khắp thiên hạ người bình thường hoàn toàn không mời được tương truyền người này có trình độ nghệ thuật rất cao không ham tiền không ham danh vọng hầu như không ham danh lợi chỉ hát để theo đuổi nghệ thuật do đó việc mời được người này khá khó khăn không biết có bao nhiêu người muốn nghe vô sùng lâu sướng kịch nhưng họ hoàn toàn không nghe được có thể nói trong lĩnh vực kịch hoàng mai vu sùng lâu là số một tuyệt đối không ai trên thế giới có thể địch lại thực sự không ngờ Đinh Hồng Diệu lại có bản lĩnh đến mức mời một người lưu vu sùng lâu đến đây. Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái lên, bội phục sát đất. Trong lòng Đinh Khải Sơn chẳng có cảm xúc gì. Tất nhiên ông ấy muốn xem màn trình diễn tuyệt vời của vu sùng lâu, nhưng ông ấy thích giang sách mời đến hơn, chứ không phải Đinh Hồng Diệu. Điều này cho thấy rõ ràng anh ta đến đây là để thể hiện sự kiêu ngạo và khoe khoang uy phong của mình. Trông anh ta có vẻ thân thiện, nhưng thực chất anh ta muốn chứng minh cho người khác thấy rằng Đinh Hồng Diệu có thể làm được những điều mà người khác không thể. Trong những ngày này, Đinh Hồng Diệu đã thua giang sách quá nhiều lần. Đêm nay, anh ta muốn kiếm lại tất cả những gì đã mất, đồng thời nói với mọi người rằng trong thế hệ trẻ, Đinh Hồng Diệu là số một tuyệt đối, giang sách sẽ không bao giờ sáng ngang với anh ta. Vì vậy, có vẻ như Đinh Hồng Diệu mời vu sùng lâu đến chúc mừng sinh nhật Đinh Khải Sơn, nhưng thực chất đó chỉ là để khoe khoang và trả thù bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy điều này vốn là một bữa ăn ngon nhưng vì sự náo loạn của đinh hồng diệu chẳng ai có tâm trạng để ăn nữa đinh khải sơn đặt đũa xuống định phát hỏa mấy lần nhưng đều không tìm được lý do chính đáng ông ấy phải mắng vì điều gì chứ người ta đã mời vu sùng lâu đó là một chuyện tốt không có lý gì lại đi mắng người ta cả càng nghĩ càng cảm thấy tức nghẹn họng lúc này tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến Vu Sùng Lâu bước lên sân khấu của khách sạn và bắt đầu hát kịch Hoàng Mai. Không thể không nói, Vu Sùng Lâu hát hí kịch thực sự rất hay. Mọi người đều thích thú và vỗ tay khen ngợi, cả đời này có thể được nghe trực tiếp Vu Sùng Lâu sướng kịch, đúng là rất đáng. Nhưng trong lòng Đinh Khải Sơn lại chẳng thể vui vẻ chút nào. Vu Sùng Lâu là nhân vật do Đinh Hồng Diệu mời tới, càng hát hay, càng tô điểm cho gương mặt của Đinh Hồng Diệu, giang sách lại bị lôi ra so sánh. Ban đầu, bữa tối hôm nay là để cho Giang sách khoe khoang, nhưng kết quả lại bị Đinh Hồng Diệu cướp mất. Vì vậy, mặc dù Đinh Khải Sơn rất thích vu sùng lâu, nhưng hôm nay ông ấy không thể vui nổi. Sau 20 phút, cuối cùng, vu sùng lâu đã hát xong và đi xuống nghỉ ngơi. Qua những tràng pháo tay nồng nhiệt, có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và tình yêu của mọi người dành cho vị đại gia này. Đinh Hồng Diệu lúc này mới nhìn Đinh Khải Sơn cười nửa miệng, hỏi chú ba, chú thấy thế nào? đinh khải sơn hừ lạnh một tiếng cũng tạm cũng tạm ư ha ha chú ba giọng điệu của chú lớn quá rồi nhỉ ông chủ vu là người nổi tiếng nhất trong kịch hoàng mai thế mà trong miệng chú chỉ có cũng tạm thôi sao đinh khải sơn không có gì để nói khi bị hỏi như thế vì vậy ông ấy dứt khoát quay lại và phớt lờ anh ta đinh hồng diệu lại quay sang nhìn giang sách và hỏi giang sách cậu không biết bố cậu thích kịch hoàng mai sao giang sách nói hai chữ tôi biết Vừa thốt ra hai chữ này, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng, đây không phải là nhảy xuống hố bẫy sao? Đinh Hồng Diệu nói, nếu đã biết, vậy không phải cậu nên mời một danh ca đến hát cho bố cậu sao? Sao không mời ai thế, hay là cậu quên mất? Quả nhiên, đó là một cái bẫy lớn. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, không cần biết Giang Sách trả lời như thế nào, nhất định là thua rồi. Than ôi, Giang Sách rất lợi hại, nhưng so với Đinh Hồng Diệu anh vẫn kém hơn một chút hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta mới như thế mà đã rơi vào bẫy của anh ta giang sách ngẩng đầu lên và mỉm cười thật tình cờ tôi cũng tìm được một danh ca hát kịch hoàng mai cho bố tôi rồi ồ vậy à đinh hồng diệp không cười mà hỏi ai thế đây là một hố bẫy khác cho dù có mời ai thì cũng chẳng lớn hơn vu sùng lâu được vu sùng lâu đứng đầu trong giới rồi vì vậy chỉ cần giang sách nói tên ra anh sẽ rơi xuống bẫy, nhưng anh không nói thì cũng đã rơi xuống bẫy rồi, chỉ cần người đó vừa lên, so sánh với vu sùng lâu, mọi người sẽ có thể nhìn thấy chỗ tranh lệch. Giang sách thản nhiên nói, tôi không cần phải nói, bởi vì người này tất cả mọi người có mặt đều biết, chỉ cần ông ấy lên sân khấu, tất cả mọi người sẽ biết. Đinh Hồng Diệu mỉm cười, yo, cả nhà đều biết sao. Giang sách, cậu hơi khoác loác rồi đấy nhỉ. Thật vậy, ngay cả là vu sùng lâu, một số lượng lớn người ở đây cũng hoàn toàn không biết. Bởi vì trong xã hội ngày nay không có nhiều người còn nghe hí kịch, chứ đừng nói đến kịch Hoàng Mai. Ngay cả Vô Sùng Lâu, người đứng đầu trong ngành, hầu như không có ảnh hưởng gì với những người không nghe kịch, nên nhiều người không biết cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả Vô Sùng Lâu cũng thế này, nói gì đến người khác. Cho nên, Đinh Hồng Diệu hoàn toàn không tin khi Giang Sách nói rằng mọi người sẽ biết đến nhân vật này ngay khi ông ta lên sân khấu không chỉ anh ta mà tất cả những người khác đều không tin trên đời này sẽ không có người như vậy giang sách ho khan một tiếng nói miệng thì chẳng có bằng chứng gì mời lên xem là biết thôi đinh hồng diệu gật đầu được rồi mời lên xem đi tôi muốn xem vị nào mà tất cả mọi người ở đây đều biết đinh hồng diệu có đủ vốn liếng điên cuồng vì đã mời được vu sùng lâu cho dù giang sách mời ai chỉ cần là hát kịch hoàng mai thì sẽ không thể vượt qua vu sùng lâu một loạt bước chân truyền đến. Mọi người nín thở nhìn theo hướng cửa ra vào, tò mò không biết người nổi tiếng mà mọi người đều biết này là ai. Một người đàn ông chậm rãi đi đến, nhìn thân hình có chút quen thuộc, nhìn khuôn mặt cũng có vẻ quen thuộc. Bởi vì trên mặt đã hóa trang nên mọi người nhất thời không nhận ra, nhưng có cảm giác quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó. Khi xem xét kỹ hơn, cảm giác đã từng nhìn thấy này thậm chí còn mạnh mẽ hơn những người thuộc nhà họ đinh không có ngoại lệ đều có thể nhận ra được có những nhân viên cũ của nhà họ đinh cũng không thể ngồi yên đều lần lượt đứng lên trước mặt người này bọn họ cũng không có tư cách ngồi đứng lên đứng lên đứng lên người này đến người khác đứng lên và ngày càng nhiều người nhận ra nhân vật này không thể nào mẹ nó đang đùa à tại sao lại bắt ông ấy lên hát chứ trời má giang sách ơi là giang sách Rốt của cậu đã sử dụng phép thuật gì để có thể làm được chuyện như vậy chứ? Cuối cùng, tất cả mọi người đều đứng dậy, không ai dám ngồi nghe vị này hát cả. Đơn giản là tất cả đều nhận ra danh tính của người này. Ông ta là ông cụ nhà họ Đinh, nguyên gia chủ Đinh Trọng. Chương 774, cha con giải tỏa mọi mâu thuẫn. Mọi người có mặt đều sững sờ, tất cả đều đứng nhìn, không ai dám ngồi xuống cả. Cho dù phản ứng chậm đến mức nào, Lúc này cũng có thể nhận ra người đang hát trên sân khấu là ai, nhưng mọi người đều rất khó hiểu, tại sao ông cụ lại tới đây? Mọi người đều biết, mặc dù ông cụ và Đinh Khải Sơn là cha con, nhưng mối quan hệ của họ lại vô cùng tồi tệ. Dù có già chết cũng không ai thèm gặp nhau. Trong tình huống như vậy, làm sao ông cụ có thể cúi người tới được chứ? Trong số đó Đinh Khải Sơn là người kinh ngạc nhất, ngơ ngác đứng lên nhìn ông cụ trên sân khấu cảm thấy có chút sướng sờ, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Không thể nào, làm sao ông cụ có thể tới đây chứ? Ông ấy dụi mắt để chắc chắn rằng những gì mình nhìn thấy là sự thật, không phải là ông ấy đang tưởng tượng. Nhìn mãi, mắt của ông ấy đã hơi ươn ướt. Thật ra, là một người con trai, làm sao có ai có thể thực sự ghét bỏ bố mình chứ? Ông ấy chỉ tức giận vì những việc mà ông cụ đã làm, hai người chẳng có ai nhường bước cho người kia nhưng thực sự khi ông cụ lên sân khấu hát kịch cho ông ấy nghe giống như đã tự hạ mình trước trái tim đinh khải sơn như muốn tan chảy ra dù gì họ cũng là cha con không có thù hận nào không thể vượt qua tình cha con cả đinh phong thành ở bên cạnh cũng choáng váng giơ ngón tay cái về phía giang sách giang sách lợi hại lắm ngay cả ông cụ mà cậu cũng có thể mời tới chẳng trách vừa rồi cậu nói vị danh ca này tất cả mọi người có mặt đều biết bây giờ tôi cũng đã hiểu được rồi đúng vậy nếu ai ở đây không quen biết đinh trọng thì cũng không thể ngồi ở đây được đinh phong thành thấp giọng hỏi giang sách có thể nói cho tôi biết cậu đã cho ông cụ uống canh đường mật gì mà khiến ông ấy qua đây hát cho chú ba nghe không giang sách mỉm cười canh đường mật gì đâu chứ đây đều là ý tứ của ông cụ thôi tôi không tin anh đừng có mà không tin ông cụ cũng cảm thấy những năm qua đã làm rất nhiều chuyện không đúng cũng muốn bù đắp lại cho nên tranh thủ tiệc sinh nhật của bố tôi đến hát một vở kịch Hoàng Mai, phục hồi mối quan hệ cha con. Thật không, thật. Giang Sách cố ý cao giọng khi nói những lời này, chỉ để Đinh Khải Sơn vô tình nghe thấy và hiểu được ý tốt của ông cụ. Đã đến lúc phải gạt bỏ hận thù giữa hai cha con họ rồi. Mặc dù tiêu chuẩn vở kịch lớn này không bằng trình độ nghệ thuật của Vu Sùng Lâu, nhưng so với Vu Sùng Lâu thì hiện trường còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Sắc mặt của hai anh em Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc tái mét họ đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ lại thay đổi như thế này, điều này quá bất ngờ. Đinh Tử Ngọc nói nhỏ bên tai anh trai, giang sách cũng hay thật, thật sự có thể mời được ông cụ đến, được lắm, coi như em phục anh ta rồi. Đinh Hồng Diệu không nói gì, nhưng trong lòng anh ta cũng đã bị thuyết phục. Ít nhất Đinh Hồng Diệu hoàn toàn không có khả năng mời ông cụ xuất hiện. Giang sách thực sự đã dạy cho anh ta một bài học quá đáng nhớ. Trong một khoảng thời gian ngắn, sau khi hát xong vở kịch, ông cụ thở hổn hển, bước ra khỏi sân khấu với sự giúp đỡ của mọi người, đến trước mặt đám người Đinh Khải Sơn. Đinh Khải Sơn nước mắt lưng tròng đi tới, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai cha con họ cứ nhìn nhau như vậy. Một lúc lâu sau, Đinh trọng cười nói, "Chúc mừng sinh nhật." Bốn chữ đơn giản này nhưng lại có sức mạnh vô cùng lớn, đâm thẳng vào trái tim Đinh Khải Sơn khiến những giọt nước mắt đã cố nén nhịn lập tức ảo ảo rơi xuống. Bố, từ, bố, này, ít nhất 20 năm rồi ông ấy chưa từng gọi. Có thể là lâu hơn, nhưng thả đến muộn còn hơn không có, Đinh Trọng bây giờ đã được nghe lại tiếng, bố, này, dù sao cũng hơn là không bao giờ nghe thấy nữa. Từ trước đến nay, Đinh Trọng luôn tỏ ra mạnh mẽ, lúc này ông ta cũng đang run lên vì kích động. Không cần nói gì cả, ông ta bước tới, ôm trầm lấy Đinh Khải Sơn, dưới sự dẫn đầu của Đinh Phong Thành, mọi người đều ảo ảo vỗ tay. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai cha con vốn thù hận bao nhiêu năm cuối cùng cũng giải quyết được mâu thuẫn trong lòng. Trên thực tế, chuyện hai cha con hòa giải cũng không phải chuyện khó khăn gì. Giữa tiếng hò reo của đám đông, Đinh Mộng Nghiên quay lại nhìn Giang Sách và nói nhỏ vào tai anh cảm ơn chồng. Giang Sách khẽ nhếch khóe miệng. Đinh Mộng Nghiên nói, em biết, anh làm tất cả những điều này là vì em. Vốn dĩ anh giúp đỡ anh hai đã khiến em rất cảm động rồi, không ngờ anh có thể giúp bố và ông nội hòa thuận giống như trước, phần cảm động này em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Giang Sách cười xấu xa nói, chỉ ghi nhớ trong lòng là thôi sao? Vậy thì anh muốn làm gì nữa? Ừm, anh muốn đêm nay. Giang Sách chưa kịp nói xong, Đinh Mộng Nhiên đã biết anh định nói gì, cô nhanh chóng vươn tay che miệng anh lại, trời ạ, à, có nhiều người như vậy sao anh lại không biết xấu hổ như thế chứ giang sách ho khan một tiếng rút tay của đinh mộng nghiên ra và nói vậy thì em đồng ý đúng không đã bảo anh đừng nói lung tung anh cứ nói nữa em sẽ không để ý đến anh đâu được rồi anh sẽ không nói chúng ta mau ăn xong rồi về nhà thôi anh hừ hai người bọn họ liếc mắt đưa tình mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng đinh trọng và đinh khải sơn mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp chỉ có hai anh em đinh hồng diệu là lộ ra vẻ xấu hổ họ đến đây để phá tiệc bây giờ xem ra không những không phá được ngược lại còn trở thành thằng hề làm cho người ta chê cười một lần nữa đinh hồng diệu lại thua trong tay giang sách không phục cũng không được với sự giúp đỡ của đinh khải sơn đinh trọng ngồi trên ghế chính ngẩng đầu nhìn đinh hồng diệu và lớn giọng hỏi hồng diệu tử ngọc sao các cháu không ngồi ăn đinh hồng diệu lạnh mặt nói công ty còn có chuyện chúng tôi sẽ không ở lại ăn tối đinh trọng gật đầu đúng vậy công ty có rất nhiều việc với tư cách gia chủ thì hẳn là cậu rất bận nhưng hồng diệu cậu yên tâm sẽ có người thay cậu làm chức gia chủ mệt mỏi đó nhanh thôi sau này cậu có thể tự do hưởng hạnh phúc là được rồi đinh hồng diệu cười khẩy ba tiếng được rồi tôi sẽ đợi ngày tôi có thể tận hưởng hạnh phúc nói xong anh ta liền xoay người rời đi mà không đợi thêm một phút nào nữa đinh trọng vỗ bàn Nhẹ giọng nói, chúng ta cứ chờ xem. Quay lại, ông ta nói với đám đông, mặc kệ nó đi, nào, tất cả chúng ta hãy nâng ly chúc mừng nào. Ninh Trọng đã giải quyết mâu thuẫn nhiều năm với con trai nên rất vui vẻ, cùng ly và uống rượu với mọi người, đêm nay không say không về. Ninh Mộng nhiên nở một nụ cười hài lòng và trong sáng khi nhìn dáng vẻ bình yên và hạnh phúc của gia đình mình, lúc này cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nép mình trong vòng tay của Giang Sách, Đinh Mộng Nhiên hy vọng rằng cô sẽ được hạnh phúc như giây phút này cả đời, điều đó sẽ tuyệt vời biết bao. chương 775, giả là thật thì thật cũng là giả. Sáng hôm sau, Giang Sách vẫn còn đang ngủ ngon đã bị đánh thức bởi một loạt chuông điện thoại lớn. Anh rụi mắt và nhấc máy. Alo, ai vậy? Alo, anh Giang, tôi là chủ tịch của Châu Báu Mạc Bắc Tô Tín Lượng, trước đó tôi đã ký hợp đồng với anh, anh còn nhớ không? Châu Báu Mạc Bắc Tô Tín Lượng. Giang sách lắc đầu, hình như có chút ấn tượng, nhưng bởi vì có quá nhiều hợp đồng được ký kết nên nhất thời anh không nhớ rõ lắm. Anh hỏi, xếp tô, có chuyện gì sao? Là thế này, trong tay tôi có một lô hàng, tôi muốn chọn 10 chiếc để giữ lại. Không biết anh có thời gian giúp tôi giải quyết việc này không? Với tư cách là một giám đốc thu mua, ông chủ người ta đã gọi điện đến, nếu anh nói không có thời gian thì cũng không thích hợp lắm. Dù sao thì mình cũng đang cầm tiền của người ta được rồi cho tôi địa điểm và thời gian tôi sẽ qua đó à vậy làm phiền anh giang rồi sau khi cúp máy tôi tín lượng ngay lập tức gửi thời gian và địa chỉ vào hộp thư của giang sách sau đó ông ta gọi cho hầu dương giám đốc thu mua của công ty tiểu hầu hôm nay giang sách qua giúp chúng ta chọn một lô hàng tôi không có thời gian vì phải ra ngoài nói chuyện với khách hàng cậu giúp tôi tiếp đón nhé ngoài ra cậu là giám đốc thu mua của công ty chúng ta, cậu nên học hỏi thêm từ giang sách, xem cậu ấy đã sử dụng phương pháp nào để phân biệt hàng tốt và hàng xấu, biết chưa? hầu dương gật đầu, được rồi, cứ giao chuyện tiếp đón giang sách cho tôi. vậy thì tôi đi trước đây. sau khi dặn dò mọi chuyện, tôi tín lượng cầm chiếc cặp và rời khỏi văn phòng. ngay khi ông ta rời chân trước, phía sau biểu hiện của hầu dương đã thay đổi. hầu dương đập bàn dữ dội. Mẹ nó chứ. Hầu Dương tôi mới là giám đốc thu mua của Châu Báu Mạc Bắc. Việc lựa chọn và mua hàng không giao cho tôi mà để người ngoài làm việc đó. Ha ha, sếp tôi thật là điên rồi. Tôi muốn xem tên giang sách này có khả năng kinh thiên động địa gì. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Đến chiều. Theo thời gian đã thỏa thuận, giang sách lái xe đến tầng dưới của công ty Châu Báu Mạc Bắc trước 15 phút. Hầu Dương dẫn người ra chào hỏi, nhưng trên mặt không hề có một nụ cười như thể đã nhìn thấy kẻ thù. Ngay khi hai người gặp nhau, Hầu Dương đột nhiên hỏi, anh có phải là Giang Sách không? Phải. Nghe nói anh từng là quân nhân, mấy tháng gần đây mới tham gia kinh doanh châu báu hả? Ồ, đúng vậy. Mọi người ở châu báu mặc bắc nghe xong đều rất vui mừng. Một tên mới tiếp xúc với châu báu thì cứ yên ổn với cái chức giám đốc thu mua là được rồi. Đằng này còn đi khoác lác nói con mắt của mình rất tinh tường này nọ. Ha ha, dù có nghe thế nào đi nữa thì cũng giống như một kẻ dối trá. Hầu Dương siết chặt vạt áo, cố ý hỏi: "Anh Giang, anh có biết tôi làm trong ngành này bao lâu không?" Giang sách lắc đầu. "Nói cho anh biết, tôi học nghề cùng gia đình năm 12 tuổi. Tôi cũng từng làm bán hàng, phân xưởng, kế toán, tinh chế. Chỉ cần liên quan đến trang sức châu báu, tôi đều làm hết. Hoàn toàn không có ai biết về công việc kinh doanh này nhiều hơn tôi đâu." Tôi đã mất gần 30 năm để có thể giữ vị trí giám đốc thu mua, sau đó mới luyện ra được đôi mắt tinh tường, anh mới tiếp xúc mấy tháng mà dám ngồi ngang hàng với tôi sao? Ha ha, anh đúng là nói khoác mà không biết ngược. Xem ra, oán niệm của người này rất sâu. Giang sách ho khan một tiếng, nói cái gì anh cũng biết một chút, nhưng không thành thạo cái gì cả, vậy thì có ích gì chứ? Ông chủ xí nghiệp cũng không cần biết các hoạt động cụ thể, đúng không? Hầu Dương đã có chút bực bội khó chịu. Quả thật, anh ấy hiểu tất cả mọi thứ và có kiến thức sâu rộng, nhưng trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, anh ta đều không giỏi bằng những người chuyên môn đó. Đây là điểm yếu lớn nhất của anh ta. Có khả năng làm tất cả mọi thứ, nhưng không thành thạo bất cứ điều gì. Đến đây, thư ký của Hầu Dương tiến lên giúp anh ta giải vây, "Ha ha, anh Giang, tôi chưa nhìn thấy kỹ năng của anh, nhưng bản lĩnh ngoài miệng thì chúng tôi đã lĩnh giáo rồi đấy." Giang Sách mỉm cười, khi người lớn nói, Tại sao trẻ con lại xen miệng vào thế? Chỉ một câu nói, cô thư ký đã nghẹn họng không nói nên lời. Thư ký muốn phản bác, nhưng lập tức bị Hầu Dương ngăn lại, quả thực những dịp như vậy, một thư ký nói nhiều thật sự không thích hợp. Hầu Dương nói, "Đừng nói về những điều vô nghĩa không cần thiết nữa, Giang Sách, anh hẳn đã rất rõ ràng về mục đích gọi anh đến đây hôm nay. Ông chủ của chúng tôi muốn để lại 10 chiếc từ một lô hàng mới và tất cả những thứ còn lại sẽ bán đi. Vì vậy, Lần này ánh mắt của anh phải tinh tường độc ác hơn một chút, để lại hàng tốt, nếu không thì chúng ta sẽ thua thiệt đấy." Giang Sách gật đầu, không thành vấn đề. "Được rồi, anh Giang, mời đi với tôi." Dưới sự dẫn dắt của Hầu Dương, cả nhóm đã đến kho hàng và lấy ra lô hàng mới ước tính hơn 400 khối. Chọn 10 khối từ hơn 400 nguyên thạch, mặc dù không phải là một trong 100, nhưng cũng đủ khó khăn. Người bình thường chỉ có thể mặc cho vận may ngay cả một người kỳ cựu như hầu dương cũng chỉ có thể để lại hai bốn khối nguyên thạch tốt đôi khi vận may không tốt thì một khối nguyên thạch tốt cũng không gặp được anh giang tất cả nguyên thạch đều ở đây xin hãy cho chúng tôi xem thực lực của anh đi giang sách cười nhẹ được anh bước đến đống nguyên thạch cảm nhận từng viên một cảm nhận sự ăn ý của khí bên trong những nguyên thạch đó khí càng mạnh thì chất lượng của nguyên thạch càng cao cái này không tệ Giang sách ném vào rổ một khối nguyên thạch. Hầu Dương và những người khác đang quan sát, nhưng họ không hiểu giang sách đang sử dụng kỹ thuật gì. Hình như không có quan sát kỹ lưỡng khối nguyên thạch, cũng không có biện pháp đặc biệt, chỉ cần đi lên phía trước nhìn một cái, liền có thể phân biệt được nguyên thạch là tốt hay xấu. Nhìn thế nào cũng thấy giống như một trò lừa bịp. Khối này không tệ, giang sách chọn một khối khác. Không bao lâu sau, sáu khối đã được chọn, hiệu suất cực cao. Hầu Dương cau mày, đi tới bên cái rổ, cầm lên xem hai khối, theo hiểu biết của anh ta, hai khối nguyên thạch này là bình thường, cũng không có gì đặc biệt cả. Không thể thấy đó là đá tốt hay đá xấu, đây chỉ đơn giản là đánh bài may rủi. Trong vòng chưa đầy 15 phút, 10 khối nguyên thạch đã được chọn. Giang sách phủi bụi trên tay, được rồi, các người giữ lại 10 khối nguyên thạch này, còn lại đem bán cũng có thể kiếm lời mà không lỗ. Phải không? hầu dương chỉ vào những khối nguyên thạch trong rổ theo tôi thấy không có khối nguyên thạch nào tốt cả giang sách anh có thể cho tôi biết anh đã chọn chúng như thế nào không giang sách cố ý cho một nút thắt sao được chứ thứ tôi dựa vào là tay nghề làm sao có thể nói cho anh dễ dàng như vậy được hầu dương nở nụ cười anh không muốn nói hay là không có hả giang sách xoay người vừa đi vừa nói tôi không nói nhiều với anh nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành còn lại anh tự làm đi Giang sách, cái gì, còn có chuyện gì nữa không? Hầu Dương nói, nói cho anh biết, tôi là giám đốc thu mua của Mạc Bắc. Một người ngoài như anh đừng mơ tưởng có thể trèo lên đầu tôi mà thị uy. Nếu hôm nay chất lượng lô hàng này tốt thì thôi, nếu chất lượng không tốt, anh chờ mà cuốn gói đi đi. Giang sách búng tay, vậy thì tôi đây đã xác định là sẽ không cuốn gói rồi, tạm biệt. Nhìn thấy Giang sách vinh váo bỏ đi, Hầu Dương cảm thấy vô cùng buồn bực, một người đàn ông, việc uất ức nhất là công việc của mình bị người khác cướp mất, năng lực của anh ta bị nghi ngờ, đang yên lành thì lại nhảy ra một vị lãnh đạo chỉ tay năm ngón với mình. Hầu Dương hận giang sách từ tận đáy lòng. Người đâu, cắt ngay 10 khối nguyên thạch này cho tôi. Vâng, lập tức có người khiêng cái rổ đi, Hầu Dương cùng thư ký trở lại văn phòng chờ. Trong suốt quá trình chờ đợi, Hầu Dương liên tục thở hồng hộc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Thư ký an ủi, giám đốc Dương, anh đừng buồn. Vừa rồi chúng ta đều đã nhìn thấy những khối nguyên thạch mà Giang Sách lựa chọn, chất lượng rất kém. Tôi tin rằng những khối được cắt ra đều là rác rưởi cả thôi. Hầu Dương gật đầu, cũng đúng, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận đuổi cổ Giang Sách rồi. Trong khi hai người đang nói chuyện, người thợ cắt bước vào. Hầu Dương lập tức đứng lên, hỏi thế nào, kết quả thế nào? Người thợ cắt trông vui mừng khôn xiết và nói, thật không thể tin được, 10 khối nguyên thạch, mỗi khối đều có chất lượng cực phẩm. ba khối đế vương lục, hai khối ngọc lục bảo và năm khối có chất lượng xấu hơn một chút, nhưng chúng đều là cực phẩm. Giang sách này thật sự rất giỏi, không hề xảy tay, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như vậy trong nhiều năm qua đấy. Sao có thể chứ? Hầu Dương ngồi thụp xuống, cả khuôn mặt xấu xí như trái mướp đắng. Làm thế nào mà Giang Sách có thể lợi hại như vậy? Rõ ràng là không sử dụng kỹ thuật gì, rõ ràng là chỉ mới làm trong ngành này được vài tháng, và rõ ràng những khối nguyên thạch đó có hình thức rất kém, nhưng tại sao? Anh ta không thể hình dung ra được. Thư ký cũng lo lắng, chỉ vào thở cắt hỏi, "Này, ông có làm sai không?" Thở cắt lại vẫy vẫy tay, "Sao tôi có thể làm sai được? Tôi luôn làm loại chuyện này một cách cẩn thận mà." Cũng đúng. Thở Cắt này cũng là một bậc thầy lão làng với hàng chục năm kinh nghiệm, không thể làm sai được. Có vẻ như Giang Sách thực sự có bản lĩnh. Được rồi, ông đi xuống đi." Hầu Dương xua tay. Thở Cắt xoay người rời đi. Hầu Dương dựa vào lưng ghế, trong lòng cảm thấy vô cùng không vui, thật sự không thể ngờ Giang Sách có thể mạnh như vậy. "Ông trời ơi, ông độc ác với tôi quá." Chẳng lẽ Giang Sách sẽ tiếp tục đè ép tôi sao? Đáng ghét, đáng ghét. Hầu Dương đập bàn đập ghế, cảm thấy rất không thoải mái. Lúc này, thư ký bước tới nói, giám đốc Dương, chúng ta không thể để cho giang sách cứ làm càn như thế được. Hôm nay anh cũng thấy bộ dạng kiêu ngạo của anh ta rồi đấy, người ngoài như anh ta cứ diếu võ dương oai trên đầu chúng ta, chúng ta có thể sống nổi không? Hầu Dương giang hai tay ra, vậy chúng ta phải làm sao? Người ta thật sự có năng lực mà. Thật sự có năng lực ư, ha ha. Thư ký cười xấu xa nói, giả cũng là thật, thật cũng là giả, cho dù anh ta có năng lực, chỉ cần chúng ta làm tốt, chúng ta vẫn có thể giết anh ta. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 775